kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2024 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lũ lớn đổ về xã biên giới Mường Chanh, sơ tán khẩn cấp hàng chục hộ dân. Triển vọng nào để Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo hướng tới net zero? Ông Lục Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin, những ngày qua trên địa bàn xã Mường Chanh liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn biên giới Việt-Lào đổ về, khiến nước ở suối Xin dâng rất cao, chảy xiết, gây ngập nghiêm trọng đường tỉnh lộ 521E nối với trung tâm huyện Mường Lát. Theo ông Tâm, tình hình mưa lũ đang diễn biến khó lường trên địa bàn đã khiến 5 bản phía trên và 4 bản phía dưới của xã Mường Chanh tạm thời bị cô lập không thể đi lại được. Đáng chú ý, toàn bộ 4 cầu tràn đi qua các khu dân cư bị ngập sâu hơn 1 mét, thậm chí có những điểm nước chảy xiết, nước dâng cao so với bề mặt của đập tràn gần 2 mét. Trước tình hình mưa lũ phức tạp, nguy cơ xấu có thể xảy ra sạt lở đất, lũ quét, chính quyền xã Mường Chanh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ đến các điểm nguy cơ sạt lở, vận động di rời, sơ tán khẩn cấp người dân đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành rà soát, vận động bà con nhân dân không được chủ quan, sớm di rời, sơ tán đến các địa điểm an toàn. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Thi thể được xác định là bé HDL, tên viết tắt, sinh năm 2023, con trai út của anh HVT, tên viết tắt. Cháu L là người thân cuối cùng trong gia đình anh T được tìm thấy. Trước đó, anh T đã mất mẹ, vợ và hai người con. Như vậy, tính đến nay, số người tử vong do trận lũ quét sạt lở đất ngày 10 tháng 9 tại thôn Làng Nổ là 55 người, số người mất tích là 12 người, số người bị thương đang điều trị tại bệnh viện là 14 người. Trước đó, lễ khởi công xây dựng khu tái định cư Làng Nổ đã được tổ chức. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng các bộ ngành, đơn vị thi công cam kết triển khai xây dựng, hoàn thành khu tái định cư trước ngày 31 tháng 12. Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vừa phối hợp cùng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải Pickleball nhằm kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, vận động viên, nhà tài trợ, các cơ quan, sở ban ngành cùng chia sẻ với đồng bào tại các tỉnh thành khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Giải đấu với sự tham gia của Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Tư lệnh Quân khu 7 Nguyễn Trường Thắng cùng lãnh đạo thành phố Thủ Đức, các sở ban ngành và doanh nhân trẻ hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Thông qua giải đấu, ban tổ chức đã tiếp nhận 2,8 tỷ đồng từ các lãnh đạo, vận động viên, mạnh thường quân, doanh nghiệp tham gia đóng góp. Theo ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện Trung ương Hội, số tiền quyên góp sẽ được trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức và gửi trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc để hỗ trợ đồng bào. Theo đó, việc hỗ trợ đồng bào sẽ được thực hiện bằng tiền mặt, hỗ trợ các dịch vụ như sửa chữa nhà cửa, cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, nhu yếu phẩm. Phòng tham mưu PV01 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự PC02 vừa bắt khẩn cấp Phạm Thanh Linh, sinh năm 2000, ngụ tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Quốc Kiệt, sinh năm 1998, Nguyễn Hữu Thế, sinh năm 1995, ngụ tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và Nguyễn Hữu Thân, anh trai của Thế, về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Riêng Tiền Thị Tuyết Ngân, sinh năm 2005, ngụ tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, được tại ngoại phục vụ điều tra do đang có thai. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Đường dây sau đó vận chuyển từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Ban giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo PC02 xác lập chuyên án để huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các đơn vị địa phương triệt phá đường dây nói trên. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của những người này, công an thu giữ nhiều giấy tờ giả, trong đó có bằng cấp các loại, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, các giấy tờ tùy thân các loại. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét và xử lý tất cả các đối tượng liên quan. Chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với vườn quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
thả 5 cá thể động vật hoang dã về tự nhiên. Trong số này có một con tê Java và 4 con cu li nhỏ. Con tê là vật chứng trong một vụ án hình sự. 4 con cu li nhỏ được người dân tự nguyện bàn giao cho kiểm lâm. Tê Java, tên khoa học là Manis javanica, và cu li nhỏ đều thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 đã bàn giao con tê Java này cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Cầm Viên Sài Gòn hỗ trợ chăm sóc. Phía Thảo Cầm Viên Sài Gòn kiểm tra, thấy tê Java có khả năng vận động, thể trạng và sức khỏe bình thường. Ngày 18 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 đã ra quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức chuyển tê Java từ công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh để thả về tự nhiên. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định. Đi đâu cũng mang phong độ nha, đến đảo trà cắm trại thôi. Mai trời gãy rồi, nắng nóng căng thẳng mệt mỏi quá. Hãy uống trà xanh phong độ được làm từ trà Thái Nguyên, giàu chất chống oxy hóa IgG. Có cách rồi. Ở đây nè, trà xanh phong độ không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Thưa quý vị, thực hiện cam kết đảm bảo an ninh năng lượng và tầm nhìn năng lượng quốc gia, Việt Nam đã bắt đầu đặt ra mục tiêu về phát triển năng lượng xanh, giảm lượng khí nhà kính. Cam kết tại COP26 đưa ra phát thải ròng bằng không vào năm 2050 đã thể hiện sự tập trung và quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một hành trình phát triển bền vững, với mục tiêu chính là tạo điều kiện cho thế hệ tương lai có môi trường sạch và an toàn. Vì vậy, chuyển đổi năng lượng không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng, mà còn là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đồng thời thực hiện cam kết với thế giới đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050. Tuy nhiên, trên tiến trình này vẫn còn nhiều thách thức Việt Nam cần sớm vượt qua để quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra nhanh hơn. Trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Nguyễn Võ Trường An, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tín chỉ Carbon ASEAN để lắng nghe chia sẻ của ông về vấn đề này. Thưa ông, việc xây dựng thị trường tín chỉ carbon tại nước ta hiện nay có ý nghĩa như thế nào trong lộ trình hướng tới Net Zero ạ? Cái việc mà xây dựng thị trường tín chỉ carbon ở Việt Nam hiện tại, kể cả thị trường bắt buộc và thị trường tự nguyện, là cái chìa khóa và yếu tố quyết định để Việt Nam đạt được cái Net Zero vào 2050. Vì thật ra là toàn bộ những cái yếu tố cấu thành nên một cái lộ trình Net Zero, từ việc là giảm phát thải khí nhà kính theo từng bước, từng năm, từng thời điểm, để chúng ta đạt được cái gọi là cái mục tiêu của từng năm, từng giai đoạn và đạt được mục tiêu cuối cùng vào 2050, nó sẽ là một cái giảm phát thải trên bình diện quốc gia, trên bình diện từng vùng miền, từng tỉnh thành, từng lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, cho đến từng nhà máy, từng đơn vị sản xuất đó. Thì các dự án tín chỉ carbon, thì thị trường carbon nó sẽ là một cái yếu tố đóng góp, từ yếu tố về công nghệ, yếu tố về tài chính, cho đến những cái yếu tố về con người, để hỗ trợ cho cái lộ trình Net Zero này. Ví dụ như là để tiến hành cái việc giảm phát thải khí nhà kính trên các nhà máy, thì thật ra là cái công nghệ xanh, công nghệ giảm phát thải á, nó có cái suất đầu tư rất là lớn, nó cần một cái nguồn tài chính lớn hơn các cái công nghệ bình thường rất là nhiều. Thì các dự án tín chỉ carbon nên hiểu nó là một cái phần tài trợ, một cái nguồn tài chính để hỗ trợ cho các dự án giảm phát thải hoặc hấp thu khí nhà kính đó, thì nó có mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau đó. Thì khi mà các doanh nghiệp, các đơn vị họ thực hiện các dự án tín chỉ carbon, thì đồng thời họ cũng đã giảm phát thải, và ngoài ra họ còn được một cái phần tài chính hỗ trợ và pay back về, để có thể là tái đầu tư những cái công nghệ sâu hơn, sạch hơn, cũng như là giảm phát thải nhiều hơn để cho những lộ trình những năm tiếp theo. Thì đó là một cái quy trình tuần hoàn để chúng ta càng ngày cái mức độ giảm phát thải khí nhà kính trên bình diện quốc gia, trên bình diện lĩnh vực và doanh nghiệp, nó càng ngày càng giảm, để đạt được cái mục tiêu Net Zero 2050.
Ông có đánh giá ra sao về mức độ quan tâm của các doanh nghiệp nước ta về hoạt động chuyển đổi xanh cũng như tài chính xanh ạ? Thực sự là cái mức độ quan tâm của doanh nghiệp hiện tại là càng ngày càng tăng. Trong khoảng tầm vài năm trước, khoảng 2 năm trở về trước, khi mà mới rộ lên những cái chuyển đổi xanh về kinh tế xanh thì chúng ta thấy sự đầu tư và sự xuất hiện nhiều của các doanh nghiệp FDI. Nhưng mà thực tế hiện tại những doanh nghiệp trong nước, những tập đoàn trong nước và những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã bắt đầu quan tâm tới cái hành trình chuyển đổi này. Tuy nhiên họ đều vướng phải những cái khó khăn mà như tôi đã chia sẻ ở rất nhiều cái diễn đàn rồi đó. Thật ra là có bốn cái khó khăn chính, đó là bốn, tôi thường cụ thể là bốn chữ M. Chữ M thứ nhất là về manpower, là về con người. Về riêng cái lĩnh vực chuyển đổi xanh nói chung và tính chi carbon nói riêng thì hiện tại là cả Việt Nam chúng ta đang thiếu cái nguồn nhân lực rất là trầm trọng. Và cái về hiểu biết cũng như là những cái kiến thức kinh nghiệm về cái lĩnh vực này chúng ta còn thiếu đó. Thì để làm sao mà chúng ta có thể đầu tư để phát triển cái nguồn nhân lực cũng như là kinh nghiệm cũng như là những cái chuyên môn công nghệ trong lĩnh vực này, đó là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai là methodology, đó là giải pháp, phương pháp để làm sao đầu tư, làm sao giảm phát thải được các cái công nghệ, giảm phát thải cái nhà kính. Cái thứ ba quan trọng đó là money, đó là tiền. Vì rõ ràng như tôi chia sẻ là cái công nghệ giảm phát thải nó đắt hơn rất là nhiều so với những công nghệ bình thường. Thì làm sao chúng ta có tiền, có tài chính để chúng ta đầu tư những công nghệ đấy. Đó. Thì cái chữ M cuối cùng nó mới là machine, đó là máy móc thiết bị. Khi mà chúng ta đã có tiền rồi, chúng ta đã có giải pháp rồi thì cái việc đầu tư máy móc thiết bị công nghệ mới nó rất là đơn giản. Đó. Thì hệ thống bằng 4 chữ M đó thì chúng ta thấy là thị trường carbon, tính chỉ carbon và cũng như là cái dòng vốn xanh hiện tại là đang rất là quan trọng đối với doanh nghiệp, nền công nghiệp sản xuất và thương mại dịch vụ của Việt Nam. Khi mà chúng ta đang gọi là đã và đang hội nhập với quốc tế rồi, và cái cuộc chơi mà về giảm phát thải, về net zero này nó là cuộc chơi toàn cầu và bắt buộc chúng ta phải theo, chúng ta không có được quyền từ chối, không tham gia vào cái cuộc chơi này. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Ý kiến bạn đọc. Kính thưa quý vị, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành cùng quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục Ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Tính Vũ gửi qua fanpage Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh PLO.vn phản ánh về bất cập tại đường rãnh thoát nước ở hầm chui một khu công nghiệp nơi anh thường xuyên đi ngang qua. Đường rãnh được lót bằng tấm vỉ sắt thấp hơn mặt đường khoảng 10 cm và bị vênh. Mỗi lần chạy xe ngang qua đây, ông Vũ luôn có cảm giác như bị rơi xuống hố. Xe va vào tấm vỉ sắt phát ra tiếng kêu lớn đinh tai nhức óc người đi đường. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Lý Thị Phượng phản ánh từ năm 2009, chính quyền làm khu tái định cư cho người dân đã lấp mất kênh thoát nước khiến 30 hộ dân phải sống trong cảnh nhà cửa ngập lụt. Người dân phải lội nước trong nhà, bơi xuồng để đi lại, trẻ em đi học ướt hết quần áo. Gia đình chị Phượng kể từ lúc bị ngập đã bị ảnh hưởng rất nhiều, cây cối bị chết, cá cũng không nuôi được. Chị mong báo phản ánh để người dân thoát khỏi cảnh ngập nước. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và sẽ trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay, ngày 23 tháng 9 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn. Đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.